tiểu sử Dustin Nguyễn, người đàn ông lãng du qua từng vai diễn của màn ảnh Việt. Dustin Nguyễn là một nam diễn viên điện ảnh người Mỹ gốc Việt nổi tiếng ở Việt Nam và cả ở Mỹ. Anh còn được biết đến với vai trò biên kịch phim, sản xuất phim và đạo diễn phim. Không sở hữu vẻ hào nhoáng như các đồng nghiệp, nhưng ngoại hình của Dustin Nguyễn giúp anh biến hóa đa dạng trong nhiều vai diễn khác nhau. Dustin Nguyễn hay Dustin Trí Nguyễn, tên thật là Nguyễn Xuân Trí. Dustin Nguyễn sinh ngày 17 tháng 9 năm 1962. Mẹ của Dustin Nguyễn là nữ tài tử và diễn viên múa Mỹ Lệ. Cha anh là danh hài Xuân Phát, nổi tiếng trên sân khấu Sài Gòn trước năm 1975. Tháng 4 năm 1975, gia đình anh rời Việt Nam sau khi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thất thủ. Gia đình diễn viên Dustin Nguyễn đến đảo Guam, sau đó chuyển đến trại tị nạn ở Fort Chaffee, Arkansas. Ban đầu Dustin có ước mơ sẽ trở thành đạo diễn, tuy nhiên anh đã có cơ duyên trở thành diễn viên trong một lần tình cờ quen biết người bạn tại Đại học Orange College, vốn là diễn viên Hollywood, và qua người bạn này, Dustin Nguyễn có cơ hội bén duyên với điện ảnh Hoa Kỳ khi được mời nhận một vai trong loạt phim truyền hình Magnum P.I. vào năm 1985. Hơn 25 năm gắn bó với điện ảnh Mỹ, Dustin là một trong những diễn viên gốc Việt hiếm hoi còn đứng vững trên thị trường điện ảnh quốc tế. Đến nay, anh đã có trên 30 vai diễn lớn nhỏ. Vai diễn mà Dustin tâm đắc nhất là vai Tony trong phim Little Fish. Giải này đã đánh dấu tên tuổi của anh với điện ảnh thế giới, bên cạnh nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar, Kate Blanchett. Vai sĩ, vai phản diện trong phim Dòng máu anh hùng 2007. Bộ phim cũng đánh dấu lần trở về Việt Nam đầu tiên của anh sau 32 năm xa quê hương. Và các bộ phim Việt Nam đã tham gia khác như Sài Gòn Nhật Thực 2007, Huyền Thoại Bất Tử 2009, Để Mai Tính 2010, Cánh Đồng Bất Tận 2010, Giữa Hai Thế Giới 2011, Lửa Phật 2013, Trúng Số 2015, Dịu Dàng 2015, Linh Duyên 2017, 7-9-8-10 2018. Dự án phim Lửa Phật Once Upon a Time in Vietnam phát hành năm 2013, Dustin có cơ hội thi thố tài năng trong vai trò biên kịch và đạo diễn. Lửa Phật là một bộ phim hành động giả tưởng không có thật. Dustin đã hợp tác cùng với Jimmy Phạm Nghiêm, nhà sản xuất phim Dòng máu anh hùng, hãng phim Chánh Phương và Johnny Trí Nguyễn. Dustin Nguyễn đã tham gia rất nhiều các bộ phim Mỹ như bộ phim truyền hình dài tập Magnum P.I., bộ phim Rapid Fire 1992, Heaven and Earth 1993, Virtuosity năm 1994, The Doom Generation 1995, 100% 1998, The Break 2003, Little Fish 2005, The Legend Is Alive 2009, 13 Leaves, Full of Love 2010, The Goliath 2011, 22 Jump Street 2014, The Man with the Iron Fist phần 2 2015. Dustin Trí Nguyễn đóng vai trò đạo diễn phim Lửa Phật 2013, Trúng Số 2015, Bao Giờ Có Yêu Nhau 2016, 7-9-8-10 2018. Dustin Nguyễn có phim với vai trò biên kịch phim Lửa Phật 2013, Để Mai Tính 2010, vai trò sản xuất phim như Lửa Phật 2013, Lông Ruồi 2011, Để Mai Tính 2010. Với sự cống hiến cho nghệ thuật, Dustin Nguyễn nhận được rất nhiều giải thưởng như Cánh Diều Vàng 2009, Nam Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất, Nam Diễn Viên Xuất Sắc tại Đại hội Điện ảnh Việt Nam, giải Oscar Kate Blanchett, giải Emmy cho Nam Diễn Viên Chính trong series VIP. Dustin Nguyễn yêu thật thà và hai cuộc tình sâu đậm. Chuyện tình với cựu người mẫu Angela Rockwood. Năm 1998, lần đầu tiên Dustin Nguyễn và Angela gặp nhau. Sau 3 năm yêu nhau, cả hai quyết định kết hôn. Trong lúc chuẩn bị cho đám cưới, Angela đã gặp một tai nạn xe hơi nghiêm trọng, làm cô vĩnh viễn bị liệt hai chân. Tai nạn làm cho Angela phải ngồi xe lăn trong suốt cuộc đời còn lại, nhưng nó không làm ảnh hưởng đến tình yêu của hai người. Họ chính thức trở thành vợ chồng vào tháng 9 năm 2001
và gắn bó trong suốt 10 năm sau đó. Dustin và vợ cũ còn hoạt động tích cực trong trung tâm nguồn nhân lực khuyết tật Christopher and Dana Reeve, The Christopher and Dana Reeve Paralysis Resource Center, như những nhà từ thiện từ sau tai nạn xe hơi đã làm Angela bị liệt hai chân vào tháng 9 năm 2001. Ngoài ra, vợ chồng anh còn tham gia hoạt động kinh doanh. Họ sở hữu mặt hàng nữ trang bạc nhãn hiệu Imperial Rose Collections ở Hoa Kỳ và Nhật Bản. Nếu không có tai nạn ấy, tình yêu của Dustin và Angela sẽ chỉ là một câu chuyện tình yêu bình thường. Nhưng sự cố xảy ra đã khiến đôi vợ chồng trẻ ý thức rõ hơn về hôn nhân cũng như tình yêu của mình. Sau này, khi chia sẻ với báo chí, Angela kể rằng tới tận 6 tháng sau tai nạn, cô mới bật khóc lần đầu tiên và nói với Dustin: "Anh không cần phải sống như thế này đâu, anh cứ đi đi." Đó là câu nói của người phụ nữ yêu thương người kia hơn bản thân mình, vì nếu ích kỷ thì cô sẽ xử sự khác. Tuy nhiên, 10 năm sau hôn nhân, khi bước sang ngưỡng ngũ tuần, vợ chồng Dustin Nguyễn và Angela vẫn không có một đứa trẻ như tâm nguyện. Họ quyết định chia tay trong êm đẹp và vẫn dành cho nhau sự trân trọng đáng nể. Tuy nhiên, cuộc chia tay được giấu kín và chỉ thực sự được công bố cách đây chưa lâu. Chuyện tình hạnh phúc với BB Phạm. Dustin Nguyễn gặp BB Phạm khi cả hai có cơ hội đóng chung phim điện ảnh Truy Sát tại Thái Lan. Cả hai đăng ký kết hôn và sinh cùng nhau hai bé gái xinh xắn. Mới đây, Dustin Nguyễn và BB Phạm quyết định tổ chức đám cưới bí mật và ấm cúng với sự tham gia của bạn bè thân thiết vào tháng 3 năm 2015, sau 4 năm bên nhau. Cặp đôi đã có mặt tại Hà Nội và cùng một người bạn thân thiết thực hiện bộ ảnh cưới rất tình cảm. BB từng chịu nhiều áp lực dư luận khi đến với Dustin. Cô được xem là người thứ ba xen vào hạnh phúc của Dustin Nguyễn với Angela. Tuy nhiên, BB bền bỉ vượt qua mọi sóng gió để cùng Dustin xây dựng hạnh phúc. Sau đám cưới bí mật vào ngày 21 tháng 3 năm 2015, vợ chồng Dustin Nguyễn, BB Phạm tiếp tục bận rộn với nhiều kế hoạch mới. Trong khi Dustin Nguyễn thực hiện dự án phim ảnh tiếp theo, thì BB lại chăm sóc hai con nhỏ, đồng thời hỗ trợ chồng trong công việc. BB Phạm từng là người mẫu sáng giá, tuy nhiên cô chọn cách sống và làm việc không scandal. Khi truyền thông đặt nghi vấn cô là người thứ ba, BB Phạm chỉ một mực im lặng. Cặp đôi chung sống bên nhau nhiều năm, có ba cô con gái nhỏ xinh xắn. Với vợ cũ Angela, Dustin Nguyễn, BB Phạm vẫn dành sự trân trọng và hỗ trợ khi cần. Dustin Nguyễn cho biết, vợ chồng anh luôn dành ít nhất 30 phút để trò chuyện với nhau mỗi ngày, dù cả hai rất bận rộn. Đây cũng được xem là bí quyết giữ lửa của cặp đôi, khiến tình cảm của họ ngày càng nồng đượm.